Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Thưa ngài, cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này, được thuộc các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. Báng bổ quá đáng, Putin được xưng tụng là đứng thiên sai được Chúa phái đến để cứu nhân loại khỏi thế chiến thứ ba. Giáo sư ngày tượng thế là ai? Báo cáo, cựu thư ký của Đức Benedicto, Đức Tổng giám mục George Gangswang được bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh. Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin khác. Báng bổ quá đáng, Putin được xưng tụng là đứng thiên sai được Chúa phái đến để cứu nhân loại khỏi thế chiến thứ ba. Hai ký giả Sanjay Burns và Will Stewart của tờ The Sun có trụ sở ở London có bài tường trình nhan đề Messiah Complex, Putin was sent by God to save humanity from World War III, Rand's Flash News right-hand man, Professor Doomsday. Nghĩa là câu chuyện phức hợp về đứng thiên sai. Putin được Chúa phái đến để cứu nhân loại khỏi thế chiến thứ ba. Cánh tay phải mới của Putin là giáo sư ngày tượng thế tuyên bố. Người bạn đáng kinh bỉ mới của Vladimir Putin đã mệnh danh nhà độc tài một cách kỳ lạ là đứng thiên sai, người được gửi đến trái đất để cứu nhân loại khỏi thế chiến thứ ba. Giáo sư Sergei Karaganov, cánh tay phải mới của Putin, tuyên bố bạo Chúa là vị cứu tinh của thế giới, kẻ sẽ không chỉ giành chiến thắng trước Ukraine mà còn ngăn chặn một cuộc chiến tranh toàn cầu. Putin, người đã giết hại và làm bị thương hàng trăm ngàn binh lính Nga và Ukraine, cũng như dân thường trong cuộc chiến bất hợp pháp ở Ukraine, cũng được so sánh với vị hoàng đế nổi tiếng nhất nước Nga, Peter Đại Đế. Trong bài phát biểu do Điện Cẩm Linh soạn sẵn, Karaganov lạnh lùng nói với Putin, tôi nhớ rất rõ những năm 1998 và 99 khi đất nước chúng ta đang trên bờ vực tan rã. Tình hình thật thảm khốc, tôi nhớ tôi và đồng đội đã chiến đấu mà không còn chút hy vọng nào. Và đến một lúc nào đó, Chúa Toàn Năng đã thương hại chúng ta và cử đứng thiên sai Putin đến. Bây giờ Vladimir Putin, ngài có một nhiệm vụ khó khăn, không chỉ giành chiến thắng thôi, nhưng còn để cứu thế giới đang trực dốc và bị đẩy vào thế chiến. Những bình luận kỳ quái của giáo sư cho thấy Điện Cẩm Linh đang đẩy mạnh tuyên truyền ảo tưởng tôn giáo để biện minh cho cuộc chiến máy xay thịt chống lại Ukraine như thế nào. Putin đã đẩy thế giới đến bờ vực của một cuộc chiến tranh toàn cầu sau khi xâm lược Ukraine và đưa ra những lời đe dọa lạnh lùng tấn công các quốc gia NATO ở Âu Châu. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, Điện Cẩm Linh đã có thể thêu dệt nên hình ảnh tôn giáo xung quanh Putin để thuyết phục người Nga rằng ông ta nhận lãnh một sứ mệnh từ trời cao, đang làm việc đúng đắn và có sự hỗ trợ của Chúa trong việc tàn phá thế giới. Thực là quá sức báng bổ khi xưng tụng Putin, một kẻ giết hàng triệu người, một tên hoang dâm vô độ, có vô số nhân tình là đứng thiên sai. Thượng phụ Kirill, một đồng minh lâu năm của Putin, cũng nói trên TV, Chúa đã sai Vladimir Putin đến cứu lấy Đức Nga. Khi tôi đề cập đến Đức Nga, tôi sử dụng một cách diễn đạt cổ xưa từ biên niên sử nơi Đức Nga bắt đầu, bao gồm Ukraine và Belarus. Các thế lực tà ác phương Tây luôn chiến đấu chống lại sự thống nhất của nước Nga và giáo hội Nga. Điều đáng buồn là họ đang chiếm thế thượng phong ở Ukraine, anh em. Trong khi đó, một video tuyên truyền do Điện Cẩm Linh thực hiện đổ lỗi cho Mỹ và Anh về việc gây chiến. Cuộc tuần hành thuộc địa của phương Tây vẫn chưa dừng lại. Phớt lờ việc quân đội của ông ta giết hại dã man và cưỡng hiếp ở Ukraine, đoạn video nói, nhưng một thời điểm mới đã đến, thời của công lý, công bằng, bình đẳng, Nga là một quốc gia văn minh. Đoạn video khẳng định Nga là quốc gia duy nhất trên thế giới đẩy lùi các nỗ lực xâm lược, bảo vệ biên giới, con người và truyền thống của mình. Chính nước Nga đã lãnh đạo cuộc đấu tranh của các quốc gia vì một trật tự thế giới mới vào đầu thế kỷ 21. Nga từ chối tuân theo các quy tắc do ai đó đặt ra, buộc người ta phải ngoan ngoãn chơi theo những kẻ thực dân. Nga đã truyền cảm hứng cho cả dân tộc với ý tưởng về một thế giới đa cực. Giáo sư này đồng thời là cố vấn nước ngoài cho Putin, trước đây đã khuyên nhà độc tài tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân chiến thuật hoặc chiến trường như một lời cảnh báo đối với phương Tây. Putin sẽ phải tấn công một nhóm mục tiêu ở một số quốc gia để khiến những người mất trí tỉnh lại, ông ta nói. Đây là một sự lựa chọn khủng khiếp
về mặt đạo đức, chúng ta sử dụng vũ khí của Chúa để tàn sát những kẻ tự chuốc lấy những tổn thất nghiêm trọng về mặt tinh thần. Nhưng nếu điều này không được thực hiện, không chỉ nước Nga có thể bị diệt vong, mà rất có thể toàn bộ nền văn minh nhân loại sẽ kết thúc. Chúng ta sẽ phải đưa ra lựa chọn này. Giáo sư ngày tận thế là ai? Bạo chúa Vladimir Putin đã tuyển dụng một người bạn thân mới cho chính phủ của mình, được mệnh danh là giáo sư ngày tận thế. Người nói rằng Nga nên tấn công hạt nhân phương Tây ngay lập tức. Ông Sergei Karagano, cánh tay phải mới của Vladimir Putin, có một lịch sử ớn lạnh với một số nhận xét đầy đe dọa. Trong đó có việc ông tuyên bố là người Nga có DNA chuyên quyền và Nga không thể thua trước phương Tây. Ông Karagano, 71 tuổi, đã được Điện Cẩm Linh thuê để làm việc ngăn chặn phương Tây. Một trong những phương pháp của ông trước đây là bảo Putin tiến hành một chiến dịch tiền tuyến, tấn công hạt nhân phủ đầu vào Âu Châu để họ có thể kiểm tra quyết tâm và sự đoàn kết của NATO. Học giả cao cấp của Nga đã thẳng thắn bày tỏ thái độ chán ghét của mình đối với thế giới phương Tây và cách họ coi Nga là một quốc gia thấp kém. Ông trở nên phẫn uất khi bắt đầu yêu cầu chiến tranh ở Ukraine với những bình luận của ông trên một trang web. Cố vấn của Nga kêu gọi Tổng thống của ông chấm dứt sự đau khổ rõ ràng của thế giới dưới ách thống trị của phương Tây. Theo ông Karagano, Nga nên thả một quả bom hạt nhân xuống toàn bộ Âu Châu để kiểm tra cam kết của Mỹ đối với Âu Châu. Trong một bài luận dài 2.000 từ được công bố hồi năm ngoái, ông Karagano nói rằng một cuộc tấn công hạt nhân của Nga sẽ cứu thế giới khỏi một cuộc chiến tranh tổng lực. Vị giáo sư có đầu óc méo mó này tuyên bố rằng không có quốc gia nào đủ điên để thực hiện một cuộc tấn công trả đũa vì nó sẽ khiến hành tinh này trở thành đổ nát phóng xạ, điều mà không ai mong muốn. Điều này sẽ cho phép Nga yêu cầu những gì họ mong muốn mà không bị phản đối. Nhiều lần, ông ta nói rằng ông có kế hoạch thuyết phục Putin và Điện Cẩm Linh xem xét sử dụng vũ khí hạt nhân như một biện pháp răn đe thay vì là biện pháp cuối cùng. Báo cáo, cựu thư ký của Đức Benedicto, Đức Tổng Giám mục Kyo Ganswin, được bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh. Tình trạng lấp lửng kéo dài của cựu thư ký riêng lâu năm của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 có thể sẽ sớm kết thúc. Theo một báo cáo từ hãng tin Công giáo Ý, Đức Tổng Giám mục Kyo Ganswin, người đã từ vị trí trợ lý có ảnh hưởng của Đức Giáo Hoàng rơi vào tình thế không được bổ nhiệm trong giáo hội Công giáo, sẽ sớm được bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh tại ba quốc gia vùng Baltic. Câu chuyện do La Nuova Bussola Quotidiana xuất bản và trích dẫn các nguồn giấu tên cho biết Tổng giám mục sẽ trở thành sứ thần tòa thánh tại Vilnius, thủ đô của Lithuania, một vị trí cũng bao gồm các nhiệm vụ tương tự ở hai nước láng giềng Latvia và Estonia. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên vị giám mục cao cấp này có liên quan tới một chức vụ ở nước ngoài xa xôi. Vào tháng 3 năm 2023, một trang web tin tức tôn giáo của Tây Ban Nha đưa tin rằng Đức Tổng giám mục Ganswin có thể trở thành đại diện của Đức Giáo Hoàng tại Costa Rica. Điều này cho đến nay vẫn chưa thành hiện thực. Gần đây hơn, vào tháng 4 năm 2024, một tờ báo của Á Căn Đình, La Nation, đưa tin rằng Đức Tổng giám mục Ganswin sẽ sớm trở thành sứ thần tòa thánh tại một quốc gia không được nêu tên trong câu chuyện. Sứ thần tòa thánh là đại diện ngoại giao của Đức Giáo Hoàng, phục vụ với tư cách là đại sứ của tòa thánh tại chính phủ của một quốc gia và cũng thường đóng vai trò trong việc lựa chọn các giám mục ở đó. Đức Tổng giám mục Ganswin, 67 tuổi, từng là thư ký riêng chính của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 trong suốt triều đại Giáo Hoàng và khi ngài nghỉ hưu. Vào tháng 12 năm 2012,
Đức Benedicto cũng bổ nhiệm ngài làm chủ tịch phủ giáo hoàng, một vị trí cao cấp hơn, dẫn đến việc bổ nhiệm làm hồng y cho tất cả những người nắm giữ chức vụ trước đây. Việc bổ nhiệm đó đã dẫn đến việc tấn phong Tổng giám mục Ganswin vào tháng Giêng năm 2013. Ngài tiếp tục giữ cả hai chức vụ sau khi Đức Benedicto từ chức giáo hoàng khoảng 7 tuần sau đó, vào tháng 2 năm 2013. Trong khoảng 7 năm, Đức Tổng giám mục Ganswin đã phục vụ cả Đức giáo hoàng Francisco và Đức giáo hoàng danh dự Benedicto. Nhưng vai trò của Đức Tổng giám mục Ganswin giảm dần bắt đầu từ đầu năm 2020, khi Đức Thánh cha Francisco tước bỏ quyền chủ tịch phủ giáo hoàng của ngài trong khi cho phép ngài vẫn giữ chức vụ này. Sau khi Đức giáo hoàng Benedicto thứ 16 qua đời vào cuối tháng 12 năm 2022, Đức Tổng giám mục Ganswin vẫn ở trong căn nhà ở Vatican của mình, cho đến khi Đức Thánh cha Francisco vào tháng 4 ra lệnh cho ngài rời khỏi căn nhà và công khai ngụ ý rằng ngài nên trở về quê hương Đức, điều mà cuối cùng ngài đã làm. Kể từ đó, Đức Tổng giám mục Ganswin đã sống tại Tổng giáo phận Freiburg ở phía tây nam nước Đức, nơi ngài xuất thân, mà không có sự bổ nhiệm chính thức nào từ giáo hội. Ngài hiện là giáo sĩ danh dự của nhà thờ Freiburg. Người tiền nhiệm trực tiếp của Đức Tổng giám mục Ganswin với tư cách là thư ký riêng của Đức Giáo Hoàng, Đức Hồng Y Stanislaw Ziewicz, phụ tá lâu năm của Đức Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị, hiện 85 tuổi, được Đức Benedicto phong làm Tổng giám mục Krakow và là Hồng Y sau khi Đức Gioan Phaolô qua đời. Chưa có sự bổ nhiệm nào như vậy đối với Đức Tổng giám mục Ganswin từ Đức Giáo Hoàng Francisco, người đã công khai bày tỏ sự không hài lòng với vị giám mục người Đức. Đức Thánh cha Francisco đã đổ lỗi cho vị Tổng giám mục về những báo cáo công khai về xích mích ở hậu trường giữa Đức Francisco và Đức Benedicto trong thời gian Đức Benedicto nghỉ hưu. Đức Thánh cha Francisco cũng đã chỉ trích cuốn sách năm 2023 của Đức Tổng giám mục Ganswin. Không có gì ngoài sự thật. Cuộc đời tôi bên cạnh Đức Benedicto thứ 16 được xuất bản vào ngày tang lễ của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, nói rằng cuốn sách bao gồm những tuyên bố sai sự thật và gọi hình thức của nó là rất buồn. Vị Tổng giám mục được mệnh danh là Gorgeous Gio, được biết đến với những hoạt động tích cực bao gồm quần vợt và trượt tuyết, cũng như có bằng phi công nghiệp dư. Trong lần xuất hiện quảng cáo sách vào tháng 8 năm 2023, Đức Tổng giám mục Ganswin đã bày tỏ cảm giác cô đơn trong thời gian bị tách khỏi vai trò tích cực trong giáo hội, bao gồm cả một tuyên bố gượng gạo. Có thể nói là tôi ở đây đang tìm việc làm. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.